Hòa trong không khí vui Tết đón xuân, chuẩn bị đón giao thừa, tại quảng trường thành phố Hưng Yên có rất nhiều người dân trong và ngoài tỉnh đã tập trung để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa chào đón năm mới. Đến chung vui cùng với các tầng lớp nhân dân có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Tạ Hồng Quảng, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Còn hơn một giờ nữa, năm mới Mậu Tuất mới bắt đầu, nhưng tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, các tầng lớp nhân dân đã tập trung đông đủ để chiêm ngưỡng pháo hoa và đón chào năm mới. Tiết trời se lạnh cùng những hạt mưa xuân đầu tiên lất phất không thể ngăn dòng người đổ về đây. Không chỉ là cư dân thành phố mà cả những người dân của các huyện lân cận và đến từ những tỉnh bạn như Hà Nam, Thái Bình và những người con Hưng Yên sống ở khắp mọi miền Tổ quốc về quê đón Tết, hay là những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hưng Yên. Mỗi người một suy nghĩ, một cảm nhận, nhưng ai cũng cảm thấy hân hoan, vui mừng trước sự đổi thay phát triển của quê hương đất nước. Sau 20 năm được đón giao thừa trên chính quê hương nơi mà sinh ra mình, thì cảm thấy rằng quê hương rất là đổi mới, khang trang, mình không nhận ra nữa, cảm thấy rất là hồi hộp và vui sướng. It's the first time here. Then I must look first. Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết ở Việt Nam. Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa. Ở đây rất đông người, rất nhộn nhịp và cũng rất đầm ấm. Chuông đồng hồ điểm 0 giờ, một năm mới đã đến, pháo hoa rực sáng trên quảng trường Nguyễn Văn Linh. Trong thời khắc thiêng liêng của đất trời vào xuân mới, với những gương mặt háo hức, những nụ cười rực rỡ, biển người cùng hân hoan đón chào năm mới. Đó có thể là những mong ước rất đỗi bình dị, niềm hy vọng quốc thái dân an, mưa nắng thuận hòa, mùa màng bội thu cho gia đình, cho những người xung quanh. Nhưng tự chung lại, tất cả đều giữ bỏ những muộn phiền lo toan của cuộc sống. Ai cũng hy vọng về một năm mới tốt lành. Ở năm ngoái không có pháo hoa nên là không khí hơi buồn. Nhưng mà năm nay thì pháo hoa này thì mình cảm thấy rất là vui, có không khí ngày Tết hơn. Năm mới thì mình cũng mong ước là gia đình, bạn bè, người thân và bản thân sẽ có nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, bình an. Và mong muốn cho một Hưng Yên là năm mới cũng sẽ có nhiều phát triển mới, nhiều thành công mới. Mình chúc cho toàn dân được hạnh phúc, mạnh khỏe. Mong cho tỉnh Hưng Yên mình sang năm mới phát triển bằng năm bằng 10 năm ngoái. Trước thềm năm mới, năm Mậu Tuất mà chúng tôi là người dân được Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức bắn pháo hoa thế này là một niềm vinh dự và cũng như là tự hào nhân dân cả nước. Mong sang năm mới toàn đảng toàn dân thắng lợi. Giao thừa đã trôi qua, hòa chung không khí chào đón năm mới của dân tộc, đất trời Hưng Yên đang bước sang năm mới. Chúng ta tin tưởng và hy vọng, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự ủng hộ đồng lòng chung sức của các tầng lớp nhân dân, năm 2018, tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và những thành tựu đạt được trong những năm qua để phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đề ra, phát triển nhanh kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp giàu đẹp văn minh.